Rồi, con tiếp theo mình test là con âm ly Pioneer SAV11 ha. Rồi, con này thì mọi người để ý nè, nó có một số cái nè. Thứ nhất, nó là dòng âm ly vừa nghe nhạc vừa karaoke ha. Con này chuyên karaoke nè. Đó. Nó thì size size lớn. Size lớn này con này chắc cỡ 42, 42 44 gì đó, 42. 1 2 chắc cỡ 42. Sau thì 38. Rồi. Nói cái đặc điểm của con này nè. Nó về mọi người nhìn cái mặt nhôm này của nó nè. Nó bị sơn, nó sơn lại hơn mà cái này nó sơn từ bên đó nha. Nghĩa là cái người Nhật của nó, người ta dùng không biết làm sao người ta sơn lại. Cho nên nó mất hết chữ nghĩa rồi, thấy không? Mình mò cả buổi mới được. Đó. Nó sơn thì cũng đẹp, cũng phẳng nhẵn chứ không phải là mình sơn đâu, nhưng mà nó về là như vậy. Chỉ có cái nắp mica này nó nằm khung rồi, nó giật cái mặt ra, nó không dính thì nó không sơn thôi. Còn lại là chữ nghĩa thì nó hết rồi. Thì mình phải mò. Thứ nhất, cái này là cái music nè, cái volume music nè. Đúng không? Còn thằng này thằng master nè. Thằng master nè. Thằng này là plug trái phải rồi. Đúng không? Con này cần bass nè. Cần bass nè. Đó. Cần bass chép. Rồi cái này là xử lý micro này. Echo đồ ekip đồ đồ nhái đồ vang đồ chắc là này 3 mic đây. Rồi đó. Thì nó cơ bản là cái phần này là xử lý micro. Đánh thì nó đánh rất hay, nghe nhạc đánh cũng rất hay, rất được chứ không đến mức độ nào có cỏ, nhưng mà tiện con này thì karaoke được. Em hãy quên tôi như quên một người tình, quên một người tình trong giấc ngủ trong chiêm bao. Rồi con này thì điện 100V, công suất 100W luôn. Cái này nó đó, mọi người thấy chưa? Con này hàng nội địa Nhật, điện 100V cũng hàng bãi luôn á. Ruột gan thì nguyên zin hết. Đó, nó chỉ có một cái nhược điểm là nó sơn cái mặt lại vậy thôi. Con này thì bánh đánh chép là rất là hay chép. Âm ly karaoke ha. Chỉ luôn, nếu mà ai mà mua cái con này thì nhớ ngõ cấm nha. Con này mình cũng mò cả buổi luôn, từ nó tiếng Nhật mà nó khó. Ngõ cấm đường vô của nó là đường thứ hai từ dưới lên đó. Cái con này nó thể hiện ngôn ngữ Nhật hết mà nó không có cấu trúc, nó không những âm ly bình thường. Đó. Nó chỉ có hai cái ngõ này thôi, còn mấy cái núm volume này lại cần gạt là cái gì đó. Thì mấy cái đường bên đây cũng vậy, nó cũng nhiều đường lắm mà mình nó ghi tiếng Nhật hết luôn. Thì thôi, nếu anh em nào mà lấy con này thì nhớ cái ngõ cắm ở đây ha, ngõ thứ hai này. Ngoài ngõ này cắm vô không biết mòn sao hết. Ở mặt trước thì chữ nghĩa đã không có rồi, mặt sau thì lại tiếng Nhật nữa, chứ nó không phải như mấy cái kia nó còn chú thích tiếng Anh đồ thì nó dễ. Rồi con này thì mình bán 1,5 triệu thôi ha. Đó. Đánh cũng hay, nói chung là bán con này thì không 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 tính toán gì rồi. Anh em nào có nhu cầu thì gọi ha. Rồi chào.